Hôm qua ngày 14 tháng 7, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe máy bất ngờ lao thẳng vào đầu một chiếc xe ô tô đang thu hút sự chú ý từ phía cộng đồng mạng. Hình ảnh ghi lại được cho thấy một nam thanh niên mặc áo đỏ điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao bất ngờ gặp một chiếc xe tải đang sang đường. Dù đã lách sang bên trái để tránh chiếc xe, tuy nhiên do va vào đuôi xe tải nên nam thanh niên loạng choạng tay lái rồi lao thẳng vào đầu chiếc xe ô tô chạy ngược chiều. Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân văng xuống đường, đầu xe nát vụn. Được biết sự việc xảy ra mới đây tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã thu hút được sự chú ý từ phía cư dân mạng và nhận được nhiều ý kiến bình luận. Hầu hết mọi người đều cho rằng cả hai đều sai trong trường hợp này.